Bốc đi Tiến, bốc bỏ đây, bốc đi. Đấy. Xem nào. Bánh chưng đen còn đang nóng, ăn đi, rằng của thằng Tiến rồi, thằng Tiến khóc chạy ra góc vườn kia rồi. Tiến ơi. Đâu rồi nó? Ngon quá bánh chưng đen này. Nó nấp đi đâu rồi? Không biết. Đây này, đây này. Chui vào góc vườn cơ mà. Ô thằng này. Này ăn đi. Kì nè. Tiến này. Tiến. Các bác có biết chúng tôi đang làm gì không? Tiến rụt củi vào đây. Làm bánh chưng đen đấy các bác. Nhưng mà đầu tiên chuẩn bị cho làm bánh chưng đen đấy là dùng cái cây gỗ này. Đối với nhiều vùng khác nhau thì chẳng hạn như bên phía bên bên Điện Biên ấy, có đồng bào người Dao là người ta dùng cái rơm dạ của cây lúa nếp ấy đốt lên, xong rồi trộn cái tro đấy với lại gạo nếp để làm bánh chưng đen, hoặc là dùng gạo cẩm cũng được. Nhưng gạo cầm thì bản thân nó là gạo đen, thì còn đây chúng tôi dùng cái thân cây này, các bác này, gỗ này, gỗ khô đấy, của cái cây lúc lác, cây ở rừng ấy, mình về mình phơi khô đi, xong đốt như thế này cho nó cháy ra thành những cái than, xong rồi bỏ cái ống kìa cho nó cháy dần dần bên trong, rồi nó ủ lại thành cái than đen đấy. Mai dùng cái than đó để giã ra làm trộn với gạo để làm bánh chưng đen các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết dương lịch đây. Tết. Nào Tiến cho vào đi. Làm bánh chưng ăn Tết. Ó, khói quá. Cái kiểu dưới kia một cái. Nào. Cho nó vào cái ống nữa. Đây. À, khói đấy. Đây, còn lá dong đây rồi. Bố mày vừa lấy về đây à? Ừ. Lá dong bộ thằng Tuấn vừa đi hái về đây rồi. Vứt đây đã. Gói bánh chưng. Có đấy đủ không chị Trăn? Hay nhờ làm cái này. Nào cho vào đi Tiên Tiên. 1, 2, 3. Phải đổ trúng đấy nha. Cho vào tay anh Tiến trong bỏng tay luôn chứ. Ô lại được thêm một bó nữa à. Là rong. Rong rừng. Mai là bánh chưng ăn. Ngon đấy. Tiến ngoan không? Để than hôm qua đấy á. Ừ. Còn viên nào nữa không? Không. Hết rẻ, giá hết ở đây này rẻ. Thế thì đi đồn lại. Thôi kệ thôi, cần gì. Người thái hồ. Chắc là khó sang. Làm bánh chưng đi các bác ơi. Tôi tưởng là phải vo gạo, không vo gạo đâu. Mẹ bà cứ tân mưu ra. Đây gạo nếp hôm qua vừa mới sát đây. Cần đã ra bột nên cân đổ mẹ ơi. Đây là con lại thôn nhỉ? Đây là. Nó xây vào cửa. Làm bánh chưng đen ăn nha các bác nha. Đây là cái than hôm qua tôi đốt ấy, xong là ủ. Bây giờ giã than thành bột thế này, xong rồi trộn với gạo. Xong tí nó giã một tí. Đây là. Cho nó đen đen thế thôi. Đấy lo. Được rồi. Đèn hết tay. Trộn xong rồi cho vào giã một tí nữa nhỉ. Giã cho nó dính ấy nhỉ. Nát nát một tí. Giá một ít thế thôi nhỉ. Giá cho nó dính vào với nhau đấy. Xem nào. Đây các bác nhìn thế này. Cái than đen này đến lúc mình nấu bánh chưng thì nó dính vào ăn nó ngậy ngậy ngon lắm.
Hả? Xảy một tí nữa. Xảy á, phải xảy á. Xảy cái hạt. Xảy kệ đèn chứ ra rời đi. Được rồi, mấy ngon. Chuẩn bị lá làm bánh chưng à? Sao đi đun nước cái này à em? À, chân trâu. Ủa thảo quả cho bánh chưng à anh xem nào. À, phải cho cái quả này vào à? Đây là thảo quả này các bác, trước tôi có nói quả thảo quả cho vào canh măng đấy. Bánh chưng này cho thảo quả này vào, nướng lên đã. Thảo quả nướng xong bóc cái vỏ ngoài đi, thế đúng không? Xong bắt đầu mình mới mang giã à? Giã thì nó mình trộn chung với lại ấy á, trộn với lại gạo á. Trộn gạo hay trộn thịt? Trộn gạo. Trộn gạo à? Gạo cũng được, thịt cũng được, cho trộn. Xong. Thảo quả đây. Trộn với gạo. Cho thêm muối vào đây chị Trần. Đây các bác, cái thịt gạo đây, gạo trộn với lại cái bột đen đây. Cái bột than đen của cái cây lúc lác đấy. Xong bao giờ mới đầu mình mới chuẩn bị gói nhá. Thảo quả đây. Này. Em không biết cho vào kiểu gì, này. Ném một phát vào. Cho ném một phát xong là mình trộn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2017 đấy các bác. Đúng Tết đấy. Thì chị em chúng tôi hôm nay làm cái món bánh chưng đen này giới thiệu với các bác. Với hai tôi cũng rất muốn ăn, lâu lắm tôi không được ăn bánh chưng đen. Toàn bộ những cái này là gia đình tự đi lấy về đấy. Cái lá rong này là Tuấn hôm qua đi chặt về trong rừng về này, khe nước này. Gạo này thì là nhà trồng này. Tối hôm qua chị chăn sát đấy. Thế còn cái bột đen đen này của cái cây đen đen anh thêm trước chặt về từ hôm trước rồi. Lạt này là ai trẻ đấy? Cái này mẹ cứ trẻ. Mẹ cứ trẻ. Còn đỗ thì đi mua, đỗ thì không phải của nhà đâu. Đỗ đây các bác. Đỗ xanh. Thịt lợn. Vừa mỡ vừa nạc. Giờ bắt đầu mới gói. Còn kỹ thuật gói thì nó khác nhau đấy các bác. Ở miền Nam mình thì gói bằng bánh tét. Thì là gói tròn tròn như cái đòn gánh đúng không? Gọi là bánh đòn gánh kiểu đấy đấy. Ở miền Bắc gói bánh chưng thì là vuông. Có thể là bằng khuôn. Thế nhưng mà đây chúng tôi gói kiểu khác. Gói bằng một lá thôi. Để tôi chỉ cho các bác xem nhá. Đấy, gạo mình cho vào trong cái một cái lá như thế kia kìa, mặt dưới này. Thịt thì xếp vào giữa hai miếng. Một tí đỗ. Nhìn ngon nhỉ, chưa nấu đã thấy ngon ngon này. Gạo đen cho lên trên. Gói vào như thế này. Hoàn chỉnh một cái. Nhưng mà tí nó phải buộc đã. Đây. Lấy lạt đây. Đây. Lạt. Lạt vợ toàn trẻ. À đâu, mẹ cử trẻ chứ. Vợ trẻ anh đây. Gói hai cái luôn này em. Hai cái vào với nhau à? Một kẹp đây à? Trông nó bằng nhau ấy nhỉ. Thái.
Xong, đưa anh xem nào. Nhìn đẹp thế. Đẹp không các bác? Đấy, một cặp bánh chưng đấy. Bánh chưng này tiếng Thái gọi là khẩu khẩu tùm nhỉ chị Trăn nhỉ? Khẩu tùm. Đen này thì gọi là đen à? Đâm chứ nhỉ? Đâm là đen nhỉ? Khẩu tùm đâm là bánh chưng đen. Còn cái bánh mà làm bằng cái gạo đỏ đỏ, cái màu đỏ đỏ kia, cái gì, cái lá cầm kia à? Cái khẩu cấm ca đây. Thì cái khi gọi là khẩu 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 gì, khẩu tùm. Khẩu tùm cấm ca là gạo đỏ đây à? Để đây đi. Ui xời. Ô, được nhiều phết rồi nhỉ, gần xong rồi còn gì nữa. Trước em đi sang bên chỗ người dạo đây, người ta gói bánh chưng to hơn cái của mình này gấp đôi đấy, dài lắm. Ừ, xong là cũng treo lên các bếp để thế này, luộc xong treo lên bếp ấy. Nhưng mà nó không mỡ mỡ như của mình đâu, bằng cái lá kia thì không mỡ đâu. Lại... không phải lấy cái dơm đấy, dơm đốt lên xong rồi làm đen thì không ngon bằng cái này đâu. Nó không có cây này. Ừ. Cho vào nồi. Nhiều thế. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi. 100 đôi. 8 đôi. Cái này luộc mấy tiếng chín chị Trăn? 10 đôi. Hai tên. Đến tối. Giờ đến tối nhỉ? Bây giờ đến tối thì chín là giờ đến tối là chín. Khi nào dàn thịt sấy cái chín thì là bánh chưng chín. Thấy không khí Tết rồi đấy. Làm bánh chưng là như là ăn Tết. Như ăn Tết thật nhỉ. To vào. Nặng đấy. Xong. Quá đẹp. Ngon đấy ra nhỉ? Kìn đi đấy. Kìn đi. Kìn đi là ngon đấy. Ăn ngon đấy. Xong rồi các bác, giờ đậy vung vào cứ đun thôi. Đun cho cụ ngồi trông. Ra trông nhá, ra nhá. Nào à già? Nào nhỉ? Lạnh nè. Ngồi bên... Làm bữa nào à? Làm bữa nào nè. Cháu không lạnh đâu. Bà thấu là có đó nào. Thì người già thì phải lạnh chứ. Ngồi trong bánh chưng. Ngon. Út thảo kín kín. Út thảo nào. Bà già thì lạnh. Đây các bác ơi, bánh chưng vừa mới luộc xong còn đang nóng hổi đây. Mang ra kia cho Tiến Tùng ăn thử trước một tí, xong mai tôi quay phim cụ thể sau nhá. Thành từng cặp, cặp này cơ mà. Đấy, thấy chưa? Đêm rồi đấy.
này thì to nữa. Bóc đi Tiến, bóc bỏ đây, bóc đi. Đấy. Xem nào. Bóc bánh trưng ăn. Anh Tùng bóc rồi. Ô, bánh trưng đèn, ô đèn. Đó. Ơ này, không chạy nhau đâu. Hết mất cũng bằng đấy. Xem Tiến bóc, cắt đôi cho luôn này. Hết mất cũng bằng cắt đôi. Bắt. Còn đang nhìn bên này. Cắt đôi, cắt đôi. Đang nhìn bên cháu bên này. Cắt xong chú một nửa, mày một nửa nhá, thằng Tùng không được ăn đâu nhá. Rằng nhau, rằng nhau, rằng nhau. Nhất tán đâu. Nát hết rồi. Mình nhanh tay lấy được một cái. Bánh trưng đen còn đang nóng, ăn đi. Rằng của thằng Tiến rồi, thằng Tiến khóc chạy ra góc vườn kia rồi. Tiến ơi. Đâu rồi nó? Ngon quá bánh trưng đen nhỉ. Nó nấp đi đâu rồi? Đây này, đây này. Chui vào góc vườn cơ mà. Ô thằng này. Này ăn đi. Kín đi. Tiến này. Tiến. Tiến này. Tiến. Tiến này. Phan đâu? Cầm lấy. Này. Không ăn. Cầm lấy. Cầm lấy. Đánh ừ. định răng của nó đấy. Ăn đi. Thằng Tùng ăn nhiều nên mang cái tao miếng thế nào. Tùng đâu? Đâu? Ừ. Miếng to cũng được. Ôi mà. Mẹ rồi. Bánh trưng ngon quá. Đây các bác, hôm qua bánh trưng đen chúng tôi gói hôm qua đây. Tối hôm qua thì Tùng, Nhân Tiến với tôi, mấy chị anh chị em đã ăn vài miếng rồi. Tôi cũng gửi về dưới Hà Nội mấy cặp rồi. Thế còn lại tôi giữ lại vài cặp, hôm nay tôi mở ra xong rồi tôi bóc ra rồi tôi tả cho các bác xem nó ăn chính xác nó như thế nào. Và thứ hai là cái màu sắc cụ thể ban ngày nó quay rõ hơn nhá. Chứ đêm thì mình quay nó không rõ mà. Giờ thì tôi chuẩn bị xong rồi tôi bóc rồi nha. May quá có cô Tiến ra đây rồi. Nó giúp mình bóc, chứ không có mình bóc khó quá. Tiến bóc cho chú nha, đây là cái bánh trưng đen nhá. Kỹ thuật bóc kiểu này. Bóc nó ra nhưng có biết làm sao cắt đôi nó ra được để ăn ngon không? Nhìn thế này. Đúng rồi, gói ra như thế. Không làm rồi. Tiến thì sành điệu những cái món này lắm. Vừa học về à Tiến? Người ta biết. Đấy, đen chưa? Mở ra từ từ thôi, từ từ thôi, rồi, để đấy đã. Đây nha các bác nha, đây là bánh trưng đen nha, là của cái than cây lúc lác ấy. Lúc lác qua mà tôi đã đốt xong là làm ấy. Đây là cái món đặc sản của anh em, chị em đồng bào Thái chúng tôi đấy, món này ngon lắm. Cái than của cái cây lúc lác vào này nó làm cho cái bánh trưng nó có cái vị hơi mỡ mỡ một tí, ăn rất là ngon. Thế còn bây giờ Tiến sẽ bóc ra cho chú nha. Tiến bóc đúng kiểu của mình nha. Đúng kiểu luôn. Rồi, đúng kiểu là túm mấy hai cái đầu lá như thế này. Rồi, bên kia một tí nữa, mạch bóc sâu quá. Bóc sần, bóc sâu. Rồi, kéo xuống. Kéo đi. Nhìn đây. Đúng rồi, dùng luôn cái lá này để kéo. Dạ rồi. Còn lại con đứt. Quay ngược lại xong rồi kéo. Đó, mày không biết làm. Bỏ tay bên này ra. Kéo tay phải, giữ tay trái. Không, kéo, mày lấy tay này kéo. Tay này giữ. Đó. Không được à? Đang bổ, từ từ thôi, nó mạnh là đứt dây. Mày cắt to quá. Kéo ra. Đúng rồi, bây giờ các bác nhìn nha, bánh trưng thành hai miếng rồi đấy. Tách ra xem nào. Tiến bổ đôi ra cho chú xem. Đấy chưa, các bác thấy chưa? Quá gần. Đưa đặt đây thế này, đặt vào đây. Đặt thế này. Để chú chụp cái ảnh đã. Mẹ ép gần thế. Các bác có thấy hay không? Một cái bánh trưng như thế này. Bổ là hai. Mà mình một phát cắt ra thành hai bằng chính cái sợi sợi gân của cái cây lá dong đấy. Thôi ăn đi Tiến. Này cho Tiến cái miếng nhiều thịt này. Chú ăn cái miếng này. Này chú ơi. Hả? Ở vị trí này mà. Xuống gần đây. Đúng rồi, ăn đi. Nào mời các bác thử miếng xem nào.
để tôi ăn thử xem nào. Khó cầm thế. Một tay khó cầm. Một tay khó làm đây. Rồi. Đây, hoàn chỉnh rồi các bác. Ăn nha. Ngon không Tiến? Ngon. Hôm qua mình ăn nóng rồi ngon ác nhỉ? Ừ. Ăn nóng ngon hơn nhé. Riêng cái gạo đen trộn cái than cái lúc lắc này ăn nó có một cái vị béo béo ngậy ngậy rất là ngon. Xem Tiến kìa. Ngọt ác Tiến à. Của mày nhiều gì thế? Của mày là nhiều thịt thế, của chú ít thịt quá. Của chú chả có thịt gì. Mày ăn hết thịt của chú rồi. À, ăn thịt ngon. Sao hết rồi? Ngon lắm. Ngon nhỉ? Ngon ngon. Tôi ăn xong rồi. Chưa xong. Vừa nãy là chia nhau với Tiến. Còn bây giờ là cho thằng Tiến nhịn luôn. Chú ăn hết cái to này. Mày không được ăn đâu Tiến ạ. Kệ, không ăn thôi. Không được ăn thì mày đói. Bóc nó ra đi. Thôi tao ăn cái bánh chưng thì tao no rồi. Nhà gan cái cơm đi. Cả cái to này. Bánh chưng này đặc sản của người Thái đấy nhỉ, toàn nhà. Ngon lắm. Mỡ. Mỡ trong. Cái này ăn nó như kiểu nó có mỡ ở nhiều gia vị. Ở cái gạo này. Lá cái cây này mà. Bán ơi. Cứ đặt bán làm miếng to. Đi. Đi cho ăn bánh chưng. Không anh. Ăn vào đây. Người ta xẻ thế này ra nó mới ăn dế chứ. Biết rồi. Vừa nãy xẻ rồi. Bây giờ là không xẻ nữa. Tiến ơi, xuống ăn chung với chú đi Tiến ơi, no lắm, chúng ăn hết rồi. Hả? No rồi á? Xuống gặm miếng to nữa đi. Ô, mình ăn hết miếng này, no quá. Cái đậu xanh này các bác. Đậu xanh này, thịt này, vừa mỡ vừa nạc vừa bì. Gạo lại có cả cái mùi của cái quả thảo quả, ăn rất là ngon. Gạo nếm nương. Nè, có nhìn thịt nè. Đấy. Xin lỗi là nhìn miếng cắn hơi nhăm nhở tí nhưng mà cắn thì nó phải như thế. Ngon. Tiến đi ăn cơm, ăn xong rồi đi rừng chơi không? Rừng chơi à? Chơi kìa. Ừ. Ừ, không đi đâu. Sao? Không thích gì. Tại sao? Không thích gì. Vậy là xong món bánh chưng đen. Một trong những cái món cổ truyền và đặc sản của đồng bào Thái chúng tôi trên Tây Bắc ấy, Lai Châu đấy. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có hết. Không biết là anh em ở các vùng khác để làm một cái gì để cho nó thành bột đen không biết, nhưng đây là bằng cái cây lúc lắc. Thì các anh em xem cái video này của tôi ấy, là tôi cũng mong muốn chia sẻ tất cả những cái văn hóa ẩm thực của Tây Bắc đến các bác. Còn các bác các vùng miền khác nhau có những cách làm kỹ thuật khác nhau thì vui lòng comment ở dưới cái video để chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Còn bây giờ tôi ăn no rồi. Thằng Tiến còn đang ăn quả mắt bẻ này. Quả chua dê Tiến. Đấy. Quả dê đấy. Mắt bẻ là quả dê đấy, bẻ là con dê mà. Tô bẻ con dê. Mắt bẻ thì lại là cái quả này.
Không chua à, Tiến? Chua lắm. Chua thế mà ăn được.